Huyện miền núi Quỳ Hợp, nơi địa đầu phía Tây Bắc xứ Nghệ. Mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và văn hóa, với sông Sinh và hồ Thung Mây thơ mộng, với bao địa danh nổi tiếng như Đền Trọng, hang Thẩm Ồm, Thẩm Pòng. Với những ai đã từng đến Quỳ Hợp, đều không thể bỏ qua bát nước chè đâm. Nước chè đâm ở đây có thể nói là ngon, bởi nó không chỉ chứa đựng những tinh túy của hương vị chè xứ Nghệ, mà còn ẩn sâu trong đó là cả ân tình của con người xứ Nghệ. Đến Quỳ Hợp, dù bất cứ thời gian nào, bạn cũng có thể được tiếp đón bằng một món đồ uống, đó là chè đâm. Mặc dù mới sáng sớm, nhưng những người dân nghiền uống chè đâm đã tụ tập tại các quán rất đông. Ông Nguyễn Văn Thắng, một du khách thường xuyên đến công tác và làm việc tại Quỳ Hợp nhiều năm nay cho biết, chè đâm là một món đồ uống mà nhiều năm nay ông đã gắn bó. Uống chè đâm rất có lợi cho sức khỏe, và giờ đây nó đã ăn sâu vào thói quen hàng ngày. Những lúc bận rộn với công việc hay phải đi xa, nếu không có món chè đâm thì rất nhớ. Đối với bản thân tôi ấy, thì là chè đâm thì là trở thành một thói quen. Hàng ngày tôi có thể uống chè đâm vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Những lúc mà có thể đi xa một vài ngày cảm thấy nhớ. Không những riêng tôi mà tất cả những anh em ở Quỳ Hợp thì coi chè đâm là rất là thân thiện. Theo tiếng Thái, chè đâm được gọi là che tắm. Nó có từ lâu lắm rồi và được xuất phát từ dân tộc Thái bản địa nơi đây. Xưa kia, người Thái có cuộc sống du mục không định cư cố định ở vùng nào. Họ sống bên những sườn đồi với cuộc sống săn bắt và hái lượm nên rất gần gũi với thiên nhiên. Ban đầu, họ vào rừng bóc những vỏ cây và hái lá rừng về giã đun uống. Theo thời gian, khi cây chè xuất hiện và du nhập vào đời sống. Từ đó, theo bản năng, người Thái cũng đem chè vào giã và pha để uống. Dần dần, nó trở thành một thứ đồ uống quen thuộc và không thể thiếu của người dân vùng đất này. Bà Lô Thị Ngoan ở bản Muông, xã Châu Cường, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Từ khi lớn lên và làm dâu nơi vùng quê này, bà đã được các thế hệ người đi trước truyền lại cho công thức chế biến chè đâm như thế này rồi. Có rất nhiều cách làm chè đâm và nhiều dụng cụ để đâm, nhưng ở vùng đất này, chủ yếu người ta dùng chày và cối. Ống cối làm bằng mét, bên trong có lót khúc gỗ. Con chừ nhẹ nhàng không được, bờ đây ấn mạnh hơn nát chè. Đấy. Khi rửa phải nhẹ nhàng, không được ấn mạnh. Nếu mạnh tay, chè sẽ nát. Rửa xong thì đem về đâm. Khi rửa không nên để ráo quá, càng có nước thì càng xanh chè. Vừa rửa xong là phải đâm liền. Đây là ống để đâm. Trước khi đâm phải rửa sạch ống. Nếu không sẽ còn nước chè cũ bên trong, chè sẽ bị đỏ. Sau khi chè được rửa xong, công việc đâm chè còn lại là của đàn ông. Vì theo quan niệm của người Thái xưa kia, buổi sáng ngủ dậy, đàn ông thường làm công việc như nấu nước và đâm chè. Vì đàn ông chân tay khỏe và có sức mạnh, chè đưa vào cối giã nhuyễn, lúc nào dậy lên mùi thơm của chè là được. Nước chè đâm xong, được lọc qua dụng cụ gọi là huột.
đâm chè phải đâm đều tay và không được để chè nát quá. Nếu nát quá sẽ gây chát, đắng hoặc nhiều cặn chè. Còn nếu đâm không đều tay, chỉ nát một nửa số chè trong cối, chè đâm sẽ bị loãng và không ngon. Khi đâm xong, người ta dùng nước nóng vừa mới đun sôi để làm chín chè và tạo mùi hương của chè. Nước này gọi là nước pha. Tùy vào lượng chè khi đâm mà người ta có cách hãm chè và pha chế thích hợp. Âu chè hồng bông thì mình cần một là có sạp. Chè đâm ở đây đã có từ lâu lắm rồi, thời cha ông để lại, nên hiện nay ở làng này ai cũng biết làm chè đâm. Khi đâm, đầu tiên phải dùng phía đầu chày có hình lưới dao này để chặt nhỏ lá chè. Sau đó mới trở lại để đâm. Đâm phải mạnh và dứt khoát. Xong ta cho nước sôi vào để làm chín chè và dùng những bộ phận này để lọc. Thường thì với công thức 3 sôi 2 lạnh, còn nếu muốn uống nhanh thì 3 lạnh 2 sôi. Để có được bát nước chè ngon, phải đạt được những yếu tố cơ bản sau. Nước chè đâm phải không mang một vị riêng biệt nào, không đắng, không chát và cũng không được quá loãng. Nhìn bát nước chè đâm ngon phải xanh, ít cặn. Lúc uống ban đầu, ta có cảm giác hơi chát, xen lẫn vị đắng và sau cùng thấy vị ngọt ở đầu lưỡi. Từ một đồ uống truyền thống, dân dã, chỉ bó hẹp phục vụ đời sống hàng ngày ở mỗi gia đình các bản làng, giờ đây, chè đâm đã được nhiều người biết đến và trở thành sản phẩm hàng hóa độc đáo, một đặc sản không chỉ của đồng bào Thái ở Quỳ Hợp, mà gần như phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân ở khắp mọi miền. Tại thị trấn Quỳ Hợp, hiện nay đã có nhiều cơ sở chế biến chè đâm, trong đó có cả đồng bào dân tộc Thái lẫn người Kinh. Ông Nguyễn Văn Đảm, một người dân từ miền xuôi lên đây kinh doanh buôn bán chè đâm đã hơn 10 năm nay. Theo ông, mặc dù chè đâm xuất phát từ người Thái từ bao đời nay, nhưng giờ đây nó đã ăn sâu vào thói quen hàng ngày của người dân. Nói chung chè đâm của thị trấn Quỳ Hợp đấy, chứ quán cà phê cũng có chè đâm, quán ăn cũng có chè đâm. Nói chung là dân là dư ăn rồi là uống chè đâm vẫn mạnh, phát triển vẫn mạnh. Như cà phê thì theo mùa chứ là dư chè đâm là mạnh nhất trên Quỳ Hợp này ạ. Giờ đây chè đâm không chỉ được biết đến ở Quỳ Hợp mà ngay cả tại thành phố Vinh, đồ uống đặc sản của đồng bào người Thái cũng đã có mặt. Anh Hồ Đức Thọ, chủ quán Ngộ ở phường Bến Thủy, cũng vì đam mê món chè đâm nên khi mới mở quán, một phần do sở thích và cũng như phục vụ nhu cầu của khách, anh đã lên tận Quỳ Hợp để học hỏi kinh nghiệm đâm chè. Từ đó đến nay, chè đâm là một trong những món đồ uống không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của khách hàng mỗi khi đến đây. Tình cơ là cứ trong quá trình để thực nghiệm để mở nhà hàng, tìm khảo sát để mở nhà hàng thì lên Quỳ Hợp chơi với anh em bên kia thì được thưởng thức cái chè đâm, mình kết ngay đấy và anh em ủng hộ cho nhà hàng ngay một cái cối, một cái chài để ta phát triển được em đặc sản từ Phú Quỳ về đất Vinh. Bây giờ những cái thực khách, kể cả khách lào, khách quen thì họ sau khi họ câu đầu tiên của khách khi đặt mâm khi điện thoại cho chủ nhà hàng đó là đâm chè cho anh nhé. Đấy, chứng tỏ cái chè đâm này nó ấn tượng với khách hàng. Đấy, và khách ở xa về lần đầu thưởng thức ai cũng khen ngon và cũng nhà hàng cũng sẵn sàng biếu mỗi người một chai ướp lạnh để về quê trên đường về. Thực ra cái món chè đâm này nó rất tốt vì nó đấm tươi cho nên nó giữ được các cái vitamin đó. Nên khi mà đã uống cái chè đâm này rồi thì nó sẽ nghiện. Mà cái đặc sản này là ở quán Ngộ này mới có, đặc sản duy nhất ở thành phố Vinh mới có cái quán cái món nước chè đâm này. Nên anh em cũng thường xuyên đến đây
mà thậm chí đến rồi còn xin để mang về nhà đấy, vào tủ lạnh uống dần. Cái món chè đâm này nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là giải nhiệt với mùa hè. Thực tế cho thấy, để có được bát nước chè đâm thơm ngon là cả một nghệ thuật mà đòi hỏi người làm phải có tâm và sự khéo léo từ khâu lựa chọn chè, cách hái chè, rửa và cách đâm chè. Tất cả đều phải đúng tuần tự. Chè đâm của đồng bào dân tộc Thái đã để lại một cái ấn tượng rất sâu sắc với các cái du khách đến công tác, tham quan, tìm hiểu cái nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào. Thì cái sinh hoạt chè đâm ở Quỳ Hợp á, trước đây thì chỉ nằm trong cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa. Nhưng hiện nay cái sinh hoạt chè đâm đã được lan tỏa khắp cả huyện, nhất là tại cái trung tâm thị trấn của huyện nhà. Khách ở Hà Nội, ở Vinh hoặc là ngoài miền đất nước về với Quỳ Hợp thì đều để làm ấn tượng đó là Quỳ Hợp có một cái đặc sản chè đâm. Chè đâm giờ đây không chỉ là một đồ uống hàng ngày mà còn rất có lợi cho sức khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa và đem lại sự tỉnh táo cho con người sau những giờ làm việc căng thẳng. Mặt khác, uống nước chè đâm thường xuyên sẽ còn giúp ngăn ngừa được các loại bệnh như răng miệng, nhiệt và lợi máu. Chúng tôi thấy rằng đấy là một cái bản sắc văn hóa truyền thống rất là tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Thái. Thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm tìm hiểu cái nguồn gốc của nó và cái nét đẹp văn hóa trong cái sinh hoạt chè đâm của đồng bào dân tộc Thái để rồi là nhân rộng ra và phổ biến rộng ra, và cũng coi đây là một cái nhiệm vụ của ngành văn hóa chúng tôi để góp phần làm cho cái việc bảo tồn các cái bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Có thể nói, mảnh đất Quỳ Hợp giàu truyền thống văn hóa lịch sử, không chỉ có non xanh nước biếc, mà từ xa xưa, đồng bào các dân tộc anh em huyện Quỳ Hợp đã biết tạo ra những nét ẩm thực độc đáo và đa dạng để phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày như rượu cần, cơm lam. Và chè đâm giờ đây cũng là một những món ẩm thực được người dân nơi đây lưu truyền và trở thành một món đồ uống rất được nhiều người dân ưa chuộng.